Xin chào, mình là Nguyễn Công Trình. Hiện tại mình đang học tại trường ICTU. Và hôm nay mình và các bạn sẽ tìm hiểu một phần đó là cấu tạo của xương lồng ngực. Đây là kênh YouTube của mình. Và mình sẽ trình bày cho các bạn chủ yếu về xương lồng ngực. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái phần mà điền từ vào chỗ trống. Đấy. Thay cho những cái buổi lý thuyết nhàm chán này. Đúng không? Ta sẽ học về cái phần cấu tạo xương lồng ngực. Thì sự khung xương của ngực ấy thì bao gồm là có 12 đầu xương. Xương sườn nối với xương ức và các đốt sống ngực. Khung xương của ngực thì quay lấy một khoang gọi là khoang lồng ngực. Lỗ trên lồng ngực được giới hạn bởi các đốt sống thứ 12, xương sườn 12 phía sau và sống sườn. Sống sườn thứ bảy ấy, nối với xương ức ở phía trước. Nối với xương ức ở phía trước. Xương sườn là phần chủ yếu của lồng ngực. Và nó là một cái xương dài, dạt và cong, nằm ở hai bên lồng ngực, chạy trên xuống dưới và ra phía trước. Có 12 đôi, trong đó là có xương thật. Xương thật thì gồm có 7 đôi, đôi trên nối với xương ức, bằng sống sườn riêng. Sườn giả thì có 5 đôi xương sườn giả, và bao gồm là xương số 8, số 9 và số 10 nối với xương ức thông qua sống sườn thứ bảy. Đôi thứ 11, 12 thì không nối tự do trong thang bụng. Tiếp theo là xương ức. Xương ức thì gồm có 3 phần. Nó là một xương dẹt. Nằm ở phía trước giữa lồng ngực, bao gồm là cán ức là phần rộng và dài nhất của xương ức. Thân ức thì có ở hai bên. Hai bên có diện khớp. Hai bên có diện khớp để nối với sụn sườn. Mõm kiếm thì gồm có mõm kiếm ở phần cuối của xương ức, dẹt mảnh và nhọn, thường cấu tạo bằng phần sụn. Xương sườn ức của nam thì thường dài hơn so với xương sườn ức của nữ. Kết thúc cái phần này tại đây.